Sao chú mày bấm áo trà có gì lạ kể cho mọi người nghe con? Dạ con mắc theo Lê Minh Trực. Dạ 38 tuổi. Con. Dạ con 36. Con tên gì? Dạ con Maria Võ Thị Việt, con năm nay 36 tuổi. Rồi hai vợ chồng con được cái gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Dạ hai vợ chồng con kết hôn 10 năm. Tới đi chạy dừa mấy cũng không có con, xong rồi tới đây cha đặt tay cầu nguyện có. Rồi sao nữa? Dạ tay cầu nguyện có nó. Rất đơn giản, hai vợ chồng chúng con lấy nhau 10 năm không có con, rồi đến đây hai vợ chúng con xin cho đặt tay cầu nguyện rồi có nó. Nó tên gì? Dạ Anna Lê Bộ Hồng Anh. Dạ, là mới hơn 7 tháng ra. Được hơn 7 tháng, đây, cái đứa con của lòng Chúa thương xót của hai cặp vợ chồng 10 năm đợi chờ đây, thưa anh chị em. Rồi, đây cho gửi tặng cho chúng con cái máy 307 giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tập sàn nhờ mẹ đến với Chúa, số tháng 11, tình trời tình đất. Rồi, chúng con bế cháu lại kia con nó khóc. Rồi.